Thưa quý vị và các bạn, một làn gió mới đang thổi mạnh vào làng thể thao Trà Vinh, đó chính là môn pickleball. Đây là một môn thể thao kết hợp giữa tennis, bóng bàn và cầu lông, với những ưu điểm vượt trội như dễ chơi, dễ học, phù hợp với mọi lứa tuổi, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Pickleball đang nhanh chóng trở thành bộ môn thể thao được nhiều người yêu thích. Tại Trà Vinh, môn thể thao này cũng bắt đầu được giới thiệu và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng. Hàng ngày sau giờ làm việc, anh Trần Tú Phượng ở huyện Châu Thành dành thời gian vài giờ đồng hồ ra sân chơi pickleball với bạn bè. Không phải là vận động viên chuyên nghiệp, nhưng anh Phượng và mọi người đều có sở thích chơi thể thao và đặc biệt yêu thích môn pickleball này, dù đây là môn thể thao mới du nhập về địa phương. Môn này mình tham gia được khoảng 3 tháng nay. Khi mà mình chuyển qua chơi môn mới này thì mình cảm thấy nó rất phù hợp với nhiều lứa tuổi, nhiều thành phần của xã hội. Chẳng hạn như là người lớn tuổi, trung niên và thanh niên. Đặc biệt là những người mà di chuyển chậm thì cũng tham gia được cái môn này. Người tiên phong đem môn pickleball về với Trà Vinh phải kể đến anh Nguyễn Thành Trung, giám đốc khu liên hợp thể thao Trung Ngọc. Anh chia sẻ cho nhận thấy tiềm năng của môn thể thao này không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn tạo cơ hội giao lưu, kết nối mọi người. Đặc biệt chi phí chơi pickleball khá thấp và không đòi hỏi quá nhiều kỹ thuật phức tạp, nên anh đã mạnh dạn đầu tư xây dựng sân pickleball và tổ chức các hoạt động để thu hút người chơi. Lúc đầu là mình suy nghĩ, mình lo lắng sợ mở sân ra không biết là có nhiều người chơi hay không. Thì từ đó mình mới kêu gọi mọi người đến sân trải nghiệm miễn phí, đâu đó khoảng hơn một tháng. Rồi mình mới kết nối được với lại những cái anh chị có cái đam mê, yêu thích cái bộ môn này. Để rồi thành lập được một cái hội nhóm của cộng đồng pickleball Trà Vinh. Mới du nhập và phát triển từ đầu năm đến nay, nhưng hiện tại trong tỉnh đã có khoảng 6 cụm sân với tầm 22 sân pickleball, tập trung nhiều nhất trên địa bàn thành phố Trà Vinh. Các cụm sân cơ bản đảm bảo nhu cầu cho người tập, với mong muốn tạo ra một sân chơi chung cho gia đình và cộng đồng, đồng thời góp phần phát triển phong trào thể thao tại địa phương. Theo Hùng thấy, hiện giờ cái môn thể thao mới pickleball này sẽ tương lai sẽ có sức ảnh hưởng tại Trà Vinh rất lớn. Thứ nhất là hiện giờ là được bên sở mở những cái lớp tập huấn cho tất cả những huyện và địa bàn thành phố tại Trà Vinh. Thì mình nghĩ trong tầm khoảng quý tới nữa thì cái môn thể thao này sẽ phát triển rất mạnh tại Trà Vinh. Mình mong muốn là bên sở tiếp tục tạo điều kiện cho những cái địa bàn trên tỉnh phát triển nhiều câu lạc bộ sân pickleball nhiều hơn. Dự kiến thì câu lạc bộ pickleball Quỳnh Khang mình đi vô hoạt động khoảng tầm 1-2 tháng, thì kết hợp với bên anh chị em bên sở tổ chức một cái giải tại địa bàn Trà Vinh để mình cho nhiều các đối tượng tham gia và phát huy cái phong trào pickleball tại địa bàn. Do đây là một cái bộ môn mới mà về cái quá trình quản lý cũng như là cập nhật mấy cái điều lệ của luật đối với cái lĩnh vực môn này đó, nó vẫn còn là đang trong cái giai đoạn nghiên cứu. Thì vừa qua cũng được sự thống nhất của sở mở cái lớp tập huấn để mà cho anh em ở cơ sở nắm những cơ bản, cái những cái cơ bản nhất của cái luật thi đấu môn pickleball này, để về cơ sở quản lý cũng như là hướng dẫn lại cho anh em cơ sở, và định hướng tới là cái phong trào nó sẽ phát triển mạnh trên địa bàn tỉnh. Nhận định pickleball sẽ là môn thể thao tiềm năng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Trà Vinh rất quan tâm và đã tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu để nâng cao năng lực cho huấn luyện viên tại các trung tâm văn hóa thể thao các huyện, thị xã, huấn luyện viên tại các câu lạc bộ pickleball, các giáo viên thể thao trong các trường học trong tỉnh. Đặc biệt các học viên còn được thực hành trực tiếp các kỹ năng đã học, giúp củng cố kiến thức và nâng cao khả năng vận dụng vào thực tế. Đồng thời sở cũng cấp giấy chứng nhận hướng dẫn viên môn pickleball nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các câu lạc bộ đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực thể dục thể thao. Cái mục đích của em là để tập huấn cái môn pickleball này là trước tiên là cũng bản thân cũng hiểu biết về cái môn đó, vừa luật thi đấu và kể cả các lỗi rồi này kia. Rồi xong khi tập huấn xong cái khóa này thì về em sẽ thứ nhất là triển khai lại cho các câu lạc bộ hoặc là những người yêu thích ở địa phương em để có thêm kinh nghiệm để tham gia tập luyện.
tập luyện. Thứ nhất là để rèn luyện sức khỏe, thứ hai là cũng có cái nguồn để mà khi mà tỉnh tổ chức thì mình cũng có cái nguồn để tham dự giải cấp tỉnh. Qua cái lớp tập huấn này thì mình về mình sẽ triển khai trong cái trường học. Trước mắt là trường mình đang công tác. Sau đó mình sẽ nới rộng ở các phạm vi các trường trên địa bàn của thành phố để mà cho học sinh, phụ huynh tiếp cận với một cái môn thể thao mới để từng ngày từng bước thì nó sẽ đạt cái thành tích và cái hiệu quả cái người chơi ở môn này nó nhiều hơn. Theo Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, hiện nay tỉnh Trà Vinh có hơn 38% dân số tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. Điều này cho thấy người dân ngày càng quan tâm đến việc nâng cao sức khỏe và tìm kiếm các hoạt động thể chất phù hợp và môn pickleball với cường độ vừa phải, tính giải trí cao đã đáp ứng được nhu cầu này và dự kiến Trà Vinh sẽ tổ chức các giải đấu pickleball ở các cấp độ khác nhau để tạo động lực cho người chơi. Về hướng tới thì ngành văn hóa thể thao du lịch cũng có đưa cái bộ môn này vào cái hệ thống thi đấu giải cấp tỉnh. Thì bên cạnh đó thì đối với Cục Thể dục Thể thao hiện nay cũng đang nghiên cứu để đưa vào cái hệ thống quốc gia. Thì sau khi có góc độ quản lý của cục và đưa vào hệ thống giải quốc gia thì sở sẽ tính toán tới phương án đưa cái bộ môn này của thành lập cái bộ môn này để từng bước đào tạo huấn luyện tham gia mấy cái giải trong hệ thống quốc gia, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đầu tư cái nguồn lực để mà tập trung phát triển mạnh bộ môn này và từng bước hình thành lên cái những cái liên đoàn hoặc là hội cái pickleball để phát triển mạnh. Để phát triển môn pickleball, bên cạnh cần sự quan tâm và hỗ trợ về mặt chính sách thì sự đầu tư của các doanh nghiệp và sự nhiệt quyết của người dân hứa hẹn sẽ trở thành một môn thể thao phổ biến và phát triển mạnh mẽ tại Trà Vinh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.